Dạ em xin chào tất cả anh em nha. Em chào tất cả anh em cô chú trên mọi miền Tổ quốc nha cô chú. Hôm nay theo như cái lời góp ý của một chú mới gọi em là em đọc ngày ha. Cái này nó thật sự nhiều khi anh em cũng như là cô chú thông cảm giùm em, vì em làm là em không có nhớ ngày. Không nhớ ngày, không nhớ tháng đâu. Cái lúc nào mà con em đi học thì em mới nhớ được cái thứ bữa đó là thứ mấy thôi. Cái ngày tháng với em nó hơi xa vời. Nhưng mà quên tại chú không nói nữa, mà con không nhớ thì con dòm trên điện thoại mà đẹp. Trên cái điện thoại nó có để ngày. Thì bữa nay em xin nghe lời cô chú ha, cái nào em quên thì nhờ anh chị nhắc nhở cho em nha. Là em coi được trên cái ngày là ngày 14 tháng 7. Cũng bữa nay là ngày chủ nhật. Em lô lên một cái lô máy sát nè. Máy sát 10 cái. Là anh em cô chú nhớ lưu ý cái lô này là lô máy sát đã qua sử dụng rồi cô chú, đã qua sử dụng hết. Trong cái lô này cái nào cũng là đã qua sử dụng hết, không có máy nào là máy nhập bãi. Rồi cái em lên con đầu tiên đi. Cái này cái lô máy sát thì em để rất ít nha, ít ít tượng trưng cho là chữ sát á. Là con Maru 23 tâm gời, Maru 23 tâm gời. Cô chú anh chị nhìn cái này là sát của Việt Nam thì mình có những cái đặc điểm mà vô cùng là khó ai có ai gặp phi được. Dây gì có nè, còn cái gì nữa, dây dây này dắt dây buộc của mấy cái quần thun là có luôn nè. Tay lái thì bên có bên hông, giống như quần ống thấp ống cao của em, giống em vậy đó. Chụp giật cái này thì được, cái chụp giật của dòng Maru này mất tiền lắm. Nếu mà chụp giật in thì có trong ngoài ngàn cái. Được cái tôm gời mà bốn ốc đều ốc, bốn ốc lai hết, không có con nào là ốc ghi nguyên bản hết. Không có cái đầu bò coi. Cô chú nhớ là lưu ý giùm em là cái lô này là đã qua sử dụng hết luôn nha, không có cái nào là hàng nguyên bản hết. Như là con đem nhờ chuyển con em cái điện thoại ra chốt ngay đi con. Chứ trong cái lô ngày hôm qua có cái số C13 này là có cô chú nào mà chốt rồi mà em quên cái thông tin, nhờ cô chú gọi lại giùm em nha. C13 700.000 có máy chạy cực kỳ ngon nhưng mà máy rất là xấu. C13 máy thì nhìn Maru 23 chạy rất là bốc luôn, nhưng mà em bị lạc thông tin. Cái này là cô chú thông cảm giùm em lần này ha, em sẽ cố gắng em khắc phục. Rồi nhờ con trai test hàng cho cô chú nghe cái này đây. Vũ khí của mình đâu, không có cần lấy cái vít đi. Cái này cô chú lấy được cái chụp giật không, đó là bình xăng con hay là IC gì ha. Không biết là nó có chạy gì không thì mình cũng không biết. Thứ nhất là mình mới xịt nước, với thứ hai nghe cái tiếng nồng vừa là chắc không chạy nổi rồi. Tiếng nồng này nó tệ quá. Tiếng nồng nó cà sột, cà sột, cà sột, cà sột, cà sột. Rồi cái này chụp giật. Bánh chớn, IC, bình xăng con gì cô chú nào lấy được lấy. Cái này em bán là 300.000 bao ship. Con ít một. Bị cái tiền phí ship nó cao, nó tầm khoảng 40-50 ngàn. Rồi tiền băng keo, tiền giấy thì cái máy nó còn tầm cỡ khoảng 250 rồi cô chú ơi. Ít một diễn trên gian nó lấy nó lót máy không mà nó không có chừa em một cái chỗ ngồi luôn á cô chú ơi. Này cháu này chơi không được rồi, em còn lăn đăng lê đi mà em chưa có lên được nè. Em kiếm miếng giấy để em ngồi mới được, cháu này nó không có thương dưỡng nó rồi. Ít một 300k này lấy bình xăng không có nắp bình xăng luôn nha cô chú, không có nắp bình xăng luôn. Có lời con duy trì rồi, bỏ qua bên chai đi, bên đi con chai. Tiếp theo là con máy Trung Quốc, Trung Quốc 26 nòng 34 ly. Cái này là nó cái này thì nó có đầu, nhưng mà nhìn cái tướng máy này sao thấy nó còn liền đạt quá. Cái đầu máy nè, con mở này ra trước đi, bình xăng con còn cái tay lái
ra lấy đầu bò đem coi đầu bò nó còn ok không, mắc chân kẹt luôn. Tăng cục 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 đâu quá anh chết, cái lần không có nhúc nhích này. Về cô chú lấy được cái bọc láp hay cốt trên đây chụp giật bình xăng gì đó, bu ghi di xê mấy chú mày, mấy này nghe tiếng nó còn ấm, con test lại cái nó cho cô chú nghe. Cô chú có cái máy mà nó có cái bình xăng Trung Quốc này gắn vô, cái máy này dọn lên chạy được. Cái này là X2, trời chụp e còn mới vậy ta, e còn mới với những tướng máy này nữa, nó còn lắc lắc vậy chứ cái máy này về cô chú xài được. Cái này X2 là 220. Cái này cô chú lưu ý giùm em nha, cái nào mà cái mã số nào mà cô chú trước khi cô chú trước nhờ cô chú là coi dưới phần bình luận nha, bên em sẽ cập nhật liên tục. Số nào mà anh chị không đâu cô chú chốt rồi em để dưới phần bình luận, bởi khi nào mà cô chú có chốt cái mã số nào á nhờ cô chú giờ mới dưới phần bình luận giùm em nha, là con cái mã đó có khách chốt chưa thì bên em sẽ cập nhật liên tục luôn, không có để mình chốt nhầm vừa mất thời gian của mình, nhưng mà có khi là chốt nhầm cái máy của người khác chốt rồi nữa, rồi bởi vì nó mất thời gian cô chú lắm. Đây cái này là cái bình bình xăng dòng Echo này bị lộn mất tiêu rồi, là mất tiêu của cô xe rồi cô chú ơi. Bugin máy này chắc hồi trước về cái này em nhìn thấy chưa có dấu mỡ luôn á, dấu mỡ trong lòng á, nhưng mà bị lột mất cái đồ, nhờ con mở ra cho cô chú coi cái bu luôn nha. Tiền con tiền nó ra anh em, tài bữa nay ra trước sửa máy cắt cỏ ơi, bị hai thợ trước em bữa nay nó hai đứa nó hè nhau nghỉ cùng có lúc ngày bữa nay lưng chuyển. Ôi ôi cái nồng đẹp, bảo đảm cô chú máy này cái nồng không nhức nách mới sợ luôn, máy này mới bãi nè, người ta về bị lột đồ quyết cây giờ nó không còn cái gì hết trơn, em bán mấy xác luôn, trời văn điêu nghe dữ gì hết chứ. Lấy búa ra con, ăn cái nào mình mở không ra cái anh lấy búa mình khỏi bon lùm đỏ gàng, em nhìn là biết cái thứ dữ rồi mà mấy bãi mà bị lột IC nè, mấy này là mấy bãi nè, cái này Echo xanh nó tầm cỡ khoảng 32-33 ly vậy. Cái này mình lấy nồng bạc bê tông nè, bình xăng con nè, bình xăng bự mà cái mình không còn gì hết, đó quay vòng cho cô chú mình coi ha, không nói chung là nó không còn gì chân luôn cô chú, bọc với cốt còn nè, cốt còn ở đây, bọc với cốt còn là bò mất. Nó máy này được có cái là cái nồng lại hại, cái nồng mình sang con lòng bạc cái tông cây chu xanh mất tiêu của quay xe luôn. GT 220 mấy này dí vô là chạy liền, cái bui còn để mất in da băng đây nè, em lấy cho cô chú coi nó nguyên bản là cái bui này lột ra là bán 40.000 này. Cái điện thoại em không lấy nét rồi nó đó nguyên xi luôn. Rồi cái này là X3, X3 là cái này em bán cho cô chú là X3 350 nha, 350.000 nha cô chú. Cái này về cô chú có máy giống gì em chỉ cần sàn đồ bên cô chú qua. Rồi sàn bên cô chú qua là chắc ăn cái máy này chạy liền, cái máy này rất là ấy luôn, đồ nó mới chát luôn á. Máy này như 350 x 3 350
cô chú nhớ lưu ý giùm em xin nhắc lại lần nữa ha, là những cái mã số nào cô chú chốt em sẽ cập nhật liên tục dưới phần bình luận á. Khi nào mà cô chú mà có chốt có mã nào thì nhờ cô chú dọn dưới giùm em nha, để không có làm mất cái thời gian của cô chú, sợ nhiều khi chốt nhầm nữa. Cái máy này thì bình xăng zin theo máy còn này, bình xăng gom gù hay là X4. Rồi nhờ con test hàng cái này cho cô chú mình coi. Cái này thì đầu bò chắn kẹp còn đầy đủ, con chuẩn bị cái máy tiếp theo đi con trai. Còn đầu bò nhưng mà chắn kẹp thì nó đi nhà hàng xóm nở hết rồi, còn lăn được. Một tay bên đây thì sắc nghẹt, còn một tay bên đây thì còn nhưng mà tay ra dây ra gì xin cho quay hết chân vậy. Bớt gà rồi, xong rồi xăng vô ba. Được rồi. Con có bóp gì á, con mới được. Bóp xăng chạy vô. Đủ ít. Vậy con mở bui ra coi nó có con nhập chứ không? Rất nhẹ không? Chân đứa vui là vui với quân. Trời ơi, người Việt Nam mà. Mình không mà. Có gì đâu không biết nữa. Anh em biết gì sao mấy người dân số máy giống như em. Mình mấy nhớt nhau lúc nào cũng hôi gình hết trơn. Anh em hiểu rồi đó. Đó lúc nào cũng vậy. Cái gì nhìn qua nhìn lại không có cái gì. Đó, không có lửa. Cũng có lửa nhưng mà lửa cái này chắc nó dính sình quá à. Giờ tới phiên em chùi vô quần nữa. Em dừng vô vui, em có bùa ở đó, em thở em nhắn vô rồi cái dừng nó chạy á. Như con nhúng vô miếng xăng rồi, em mở nắp ra, ủa mà có xăng đâu nhúng. Thay cho khách hả? Mình thay luôn hay gì không? Thay luôn, gắn đầy đủ không có chân, tính chú 100.000. Mày. Không được đâu, mày không ép nữa. Ép ngồi mình lụm mà lỡ cái nó. Rồi cái này em bán cho cô chú là ít mấy? Ít 4. Cái này cô chú lấy được thì cô chú lấy nha. Cái này 207. Bình dược, bình xăng bự, bình xăng con, bọc láp, cốt láp gì đó, cô chú lấy gì nào cô chú. Hết 4. Còn cái này là cái này là cô mít su nè. Cô mít su ở trong nó mới gì nè. Nhưng mà nó mất dị vật. Cái máy này nếu cô chú nào mà có từng bên mua đồ bên em rồi biết ha, này khẳng định với cô chú là đang chạy ok luôn rồi. Nhưng mà đó cái vụ mà đổi dây giật cái dập giật tới lượt giật lui rồi làm mất tiêu cái ô giật này. Cái máy này đó trên cần ba lô, cái này em còn nhớ này đó trên cái ba lô rồi tháp lên cái này nè. Cái này là cái này cái kêu bằng cái gì không quên, nhìn lúc đầu nó đẹp đó mà dập dịch này không chắc ăn của nó người chú không biết, nó là 23 26, chỉ nhớ vậy đó. Nhưng mà mấy này mấy bãi nè, rồi về gắn lay đồn lum nhờ con mở cái bô nó cô chú coi, cũng hồi đó mở lên mở xuống sao mà cái cuộc đời nó cũng phong trần thôi em á, cũng 5 7 năm gì á. Cái máy này nó nằm với em lâu lắm rồi, cái bô sắc nghẹt hết trơn, dục tới dục luôn sao không biết. Họ nó dành để thử máy hay làm gì, cái máy này lúc trước nó có đề rồi quăng qua lại
là cô chú nhìn cái ta lái nó cầm nó còn đẹp vậy nè. Mà những con bỉ này lột đồ biết bây giờ nó không còn gì hết chứ. Cái này đó để dành, anh nhớ để dành bị nó đề rồi để mình thử máy. Chết máy nào bê tông nó còn đẹp này nè. Đó. Cái này về mình cái này nó càng cũng được gì được rồi có. Không biết sau này thợ em nó có lột gì không thì em không biết ha. Châu trước có mấy này nó theo em lâu lắm rồi nè. Cái này cô chú nhìn ống xăng nó còn ghim nè, ống đen ống trắng nè. Bình xăng 2 kim, bình xăng 1 kim mà bình xăng xịn luôn. Con mở ra bugi xịn thôi máy còn nè. Mà giờ tới giờ lưu với bây giờ mình mấy nhỏ không còn, đặc biệt là chụp giật nè. Lấy dồn qua mấy khác. Biết nhiều khi chụp giật nó không có dây phải không con? Không có dây. À, bình xăng hay bình xăng 1 kim mà bình xăng xịn là bình xăng bông gồ, bình xăng mất tiền lắm. Trần nó ok. Không chắn giác nó còn. Đầu bò thì mới chát rồi gắn nó lai đồ tùm lum hết trơn. Đầu bò này về cô chú chưa khó lăn lại cái đầu bò này chưa chạy luôn nè. Cô chú nhìn nè. Chưa chạy nè. Gắn vô thì không có chụp giật. Mà nó nằm riết ở nhà tùm lum nhiều thứ quá. Chứ cái này nó gắn bó với em lâu lắm rồi. Hồi lúc em bán máy thì giờ đâu chừng có khoảng 4 hay 5 năm gì. Cái này về cô chú chưa khó mở cái này ra luôn. Mở cái này ra bỏ cái ổ giật mà lỗi trợ lực thứ này. Hồi trước nó giật bằng cọng dây cáp, cọng dây nhỏ xíu xíu à. Rồi chế đồ riết này ra, bây giờ nó ra nông nổi gì. Cái này tính cô chú mình là này cái kỷ niệm của mình quá. Cái này có chụp giật gắn vô là bảo đảm cũng chạy liền 450. Cái nào cô chú có về có máy giống gì ha thì cô chú gắn mở cái chụp giật này gắn qua là máy này chạy nè. Tâm gờ luôn. Này bộ cần này không mình mở ra mình bán là có bộn tiền. Tại mình nó theo em quá trời lâu. Nhìn nó bỏ chứ cái bộ cần này lột ra lên đầu máy khác cái tuyệt vời, gắn vô đi con. Bấm vô giữ. Rồi nó ngoài bên kia. Nó dít máy vô con. Dít ra 5 năm rồi. Máy này tiếp nữa nè. Nó theo em lâu lắm rồi. Cái này cái Robin. Robin này Robin N231. Dây nhợ thì chui đuổi cái dòng này thì nó nhìn cho mình nó trần, nó không có gì đặc biệt hết chứ. Cái gì đó. Tay lái thì còn cái dòng này nó chắc nịch mà nó được con cái nó bền. Robin nó bền. Đầu bò ghi nó máy còn. Nhưng mà nó dắt tua nhâm rồi. Lắc trong này nghe chật tẹt tẹt cái đầu bò này chắc tiêu rồi. Còn mà tui nhau mà. Rồi nhà con két cho cô chú cho nó còn chạy không. Này mới rửa nước làm như nó mát mát hết trơn rồi. Bữa nay bên em rửa thấy nó dơ quá rồi em rửa giờ không có nào chạy chứ. Tiền thù nó nghe em nó không chạy cái rồi nó chạy nó lê lê à nè mày. Nó lê lê à. Cái này thì chú về lấy bình xăng IC bánh trứng nha ha. Cái này là ít mấy con? X6 rồi. X6. Cái này bán cô chú là 330. Rồi. Rồi cô chú nhớ lưu ý chốt cái mã nào thì nhà cô chú dòm đi dưới phần bình luận giùm em nha. Em sẽ cập nhật liên tục cái mã nào. Cái này con ốc dặn nhưng con phải dặn lại để rớt mắt. Cái mã nào là bên em vừa bán xong là em sẽ cập nhật liền. Em không có tránh cái trường hợp là bị nhầm cái thông tin đó. Khách chốt rồi em rồi bán cho người khác hoặc là người khác chưa biết cái máy đó đã bán rồi chưa.
dốt rồi mất cái thời gian của cô chú. Chứ nãy em có xin chia sẻ là cái máy này nè, cái xe hôm qua là cái xe C13 nè. C13 hôm qua có khách chốt rồi mà em bị lạc thông tin, nhờ con test lại cái này thì máy này chạy ngon cực kỳ luôn nè. Nhìn cái mình nó hơi cũ kỹ tí xíu, nhưng mà đầu máy này lên mình xịt một cái nó đã. Con có xăng giống không? Chết xỉu. C13 700.000 nè. Cái dòng máy này anh em nhìn nó nhỏ gọn nhưng mà nó rất là bền, bền cực kỳ luôn á. Đặc biệt là đi, anh thấy mấy anh em đi phát đường luôn á là hay sử dụng đó. Nó nhẹ nhảy, tay lái đầu cầm đồ còn rất là ngon, tâm gời luôn, chạy ok. Xăng. Cái này là C13 700.000 nè. Hôm qua cô chú anh chị nào có chốt rồi bữa nay liên hệ đây giùm em nha. Cái này là đầy đủ hết. Nói chung là tay lái đồ nó còn nguyên bản theo máy, nhưng mà ốc thì nó lai thiệt. Nhưng mà đồ riêng nguyên bản theo máy thì nó còn. Đầu bò nó còn nguyên gì luôn nè. Đó. Vậy đó, đầu bò bảy luôn á. Rồi bỏ nó qua bên đi con. Nãy mình ép mấy rồi con? Là 6. Rồi là 6 rồi không? Dạ. Cái này là cái 7 rồi không? Dạ. Cái này là cái EX7. Cái này là cái Echo. Echo 210. Echo 210. Mất cái dây ấy rồi, cái dây kéo ra ơi còn nằm đây. Cái này thì chụp giật. Còn bình xăng bự, còn bô lửa thì gãy lá tầm lum. Đúng luôn hả? Đúng luôn rồi. Đúng luôn. Rồi. Cái này về cô chú lấy gì, cô chú lấy được thì cô chú lấy. Bọc lát thì như em nhớ thằng này nó hơi khó, cái là bọc lát nó cốt 25 nè. Bọc 25. Bên này nó khi mình kiếm bọc lát con số anh em là kiếm cẩn thận á. Mình lấy được cái bình xăng câu IC bánh chớn rồi nè. Cứng hay không? Dạ, cứng nhá. Cứng đây cho nó cứng đây. Thịt giật. Thịt cũng mới chắc. Ok. Rồi này ít mấy con trai? 7. Ít 7. Ta lấy nè. Cầm ta lấy này là cô chú mở ra tiền không mà ta lấy ghi nữa nè. S7 270. Cho em xin nhắc lại lần nữa nè cô chú anh chị nào có chốt cái mã nào ha, thì nhờ cô chú anh chị dòm dưới phần bình luận giúp cho em ha, là những cái mã số nào mà bên em đã bán rồi thì bên em sẽ cập nhật liên tục dưới phần bình luận á. Giống như S7 bán rồi thì em để S7 đã bán rồi đấy, tránh cái nhầm lẫn cái thông tin của cô chú chốt nhầm cái máy, mất cái thời gian cho cô chú. Còn máy này là cái máy bãi nè, máy bãi nhưng mà về ngoại hình nó xấu, bô thì nó lủng. Nên cô chú nhìn nè, hai ống xăng rồi nhưng mà bình xăng zin của nó còn nè. Thì em đưa qua vô dạng là máy gã sát chạy được luôn, nhưng mà về cô chú có thể là can thiệp thêm tí xíu là bị thợ cái em ở đây làm chạy. Nói chung là nói về cái đồ giỏi thì bên em không dám nhận, nói chung là làm cho biết cho làm cho chạy thôi, cái độ mà sắc sảo ok thì không dám. Nên em mới quyết định em bán máy gì nè, bình xăng zin nó còn nè, bị thợ mới không à, mấy thợ cũ của em nó qua hàng xóm nữa trơn rồi. Nhà hàng xóm có nhiều cô gái đẹp quá, nó qua nó bị thợ kêu nó bị thì nó bỏ em hết trơn rồi. Cái đầu bò rất là dài luôn. Rồi nhờ con test hàng cho cô chú mình nghe đây. Cái còn xăng không? Cái máy này là đang chạy luôn nè cô chú. Máy này là máy bãi. Mà về ngoại hình nó xấu chứ, thứ hai nó mình có can thiệp ít nè, ống xăng rồi nè. Cái này nó
Giờ con test lại cho cô chú mình nha coi. Khói, con chạy rồi con về con đi. Rồi ok. Cái này về cô chú thấy cái máy này chưa? Thứ nhất là cái ống khói người ta ra một đường thì cái này nó ra 8 đường. Nó ra rất là nhiều chỗ. Thứ hai được con cái là nói chung là máy này máy bãi nha. Em khẳng định 100% chắc nịch cho cô chú là máy bãi. Về nhưng mà vì nó thiếu đồ nè. Rồi mình bên em lắp cho cái cụm tay lái mới nè. Rồi máy đã dọn nổ ok rồi, đầu bò thì nguyên si. Đầu bò bãi theo máy luôn nè. Cái máy này về tuy nó quần quần như cô chú mua cái lưỡi khoát gắn vô là chạy được rồi đó. Cái này S8 tính cô chú là 700.000 bao ship. 8 không con? Dạ. Rồi đây S9 đây vô. Nào gắn cái nắp chụp vô con. Không có đó máy bãi nữa đó. Rồi đó bên kia đi con. Ừ, cho bên kia đi. Cái này là cái Kawasaki nè, bình xăng zin nguyên bản theo máy còn nữa nè. Nhưng mà vì cái này lúc trước nó có cái đầu không à. À cô chú nhìn ốc nó chưa mở luôn nè, chụp giật chưa mở luôn. Rồi gắn cái bộ cần lắp mới. Chứ cái này đầu máy nè, đầu máy bãi. Ốc nè cô chú nhìn nè. Nguyên thủy luôn. Bị nó thiếu đồ, nó thiếu cái áo bên đây nè. Thiếu này mà bên em mấy thợ mới này không biết kiếm cho mấy cái vỏ này là bên em rất là nhiều luôn, mấy cái ốp này không biết bao nhiêu luôn, nhiều lắm mà không biết gắn, mà dọn lên gì thì nhìn nhiều bán con không được. TG24 ráp vô cái cần, cái cần Trung Quốc 260. Cái này là cái đầu máy bãi nhưng mà cái mình thì mình Việt Nam. Rồi nhờ con test cho cô chú nha, cái máy này giật lên là chạy liền tiếng âm hỉnh. Nào con cứ thoải mái rồi máy này đứng là biết rồi. Hộp xăng này. Hồi chắc chết mới đề cái em quá. Con xả này nè, con xả này nè. Đang xả rồi. Ê, mình có coi công tắc chưa? Không có công tắc. Công tắc này nè, công tắc bấm. Vắt xong vắt nghe chứ giống cái tiếng là ngộp không ơi. Thôi con mở cái này cho cô chú mình coi cái này. Mở nổi không? Thì ốc nó xét nè. Nhưng mà bù cái máy này em khẳng định 100% với cô chú là cái đầu máy bãi. Đây chế cái này nè. Vì nó thiếu đồ này. Thì gáp vô cần này nó bán nhìn ra đâu đâu được. Ngọp xăng này con trai ơi. Đó. Con chú thấy chưa, nó chùi vô áo. Nãy giờ mấy anh em chùi vô bình tiền rồi vô tính chơi vô áo. Ta bùa nó chơi. Ta bùa nó. Máy mà chơi thấy bùa nó chơi ra chơi lợi. Không nghe tiếng con vẫn chạy đó. Nó ngọt. Giật hồi tối nay con ngủ hết được ạ. Kệ đi. Để tối nay về trời bắt thắng cho con giật máy mà tối nay về tay chân ăn cơm không nổi. Chết luôn rồi, chết luôn rồi, gà làm bắt thắng bắt giật máy chứ không chết luôn. Đó nãy giờ bắt sợ hai ngốc đó, con mở không ra đó. Thôi mở được thôi đi con, mở được thôi đi. Cái này về cô chú chịu khó cô chú dọn lên, nhưng mà máy này là máy bãi nè. Chứ không phải là, nhưng mà cái đầu máy là đầu máy, cái cần là cái cần của Việt Nam mình. Rồi bỏ qua bên đi coi.
Rồi, bỏ con bên đây mình nhờ cái phần mà cực khổ này cho cô chú đi. Trời ơi vậy nó cũng gắn nó mở nữa. Con gõ mạnh mạnh vô con ốc bô đại đi. Con gõ mạnh mạnh vô nó dễ hơn. Ừ. Rồi ok. Nãy chú nói rồi mà. Làm này phải có búa cái nào mà không ra quất nó búa luôn. Nè cô chú nói rồi mà. Nó đẹp như ngọc trinh luôn á. Rồi được rồi con trai. Mà tại cái này bên em thợ em giờ nói chung là thợ em hôm trước thợ mới vô không mà tay nghề yếu xìu rồi em không có dọn bón mấy ấy được. Rồi bởi em quyết định là em bán mấy gì nè. Tâm hồi nổ nên là mấy nào mà chạy cô chú nhắm gì cô chú biết tay nghề chỉnh thêm nha. À, trừ trường hợp một số mấy nó đặc biệt có một cái là về giống như là mình rửa mình đổ xăng vô chạy thì tụi em lên sóng cùng bên chú cô chú anh chị thôi chứ vàng thợ này của em mới không à. Rồi em phải bán bắt buộc em phải bán mấy gì nè, bán nói chung là bán rẻ hoặc là bán lời rất là meo. Nhưng nó thiếu đồ mấy thợ mới này không biết đường kiếm đồ nó lắp vô. Chứ mấy cái áo gió này bên em đầy luôn á, bị em bán tính ra cũng có trên 10 năm thì linh kiện có đồ phát cỏ này em nói thật sự với cô chú là không biết nói sao. Đựng không biết kệ nào mà đựng nổi. Rồi cái này là X9, cái này bán cô chú 650. Cái 650 này cô chú dọn nhẹ cái là chạy à. Bị bên em những cái bình xăng đốt này bên em không có gành nè. Bình xăng có để dưới da băng đây là bình xăng đốt là bên em không có biết. Thợ mới là nhìn bình xăng đốt nó chạy rồi. Em nhìn em cũng chạy luôn bởi em không có la được. Còn mấy thợ kia thì phụng thừa biết làm mấy dầu không anh em ơi, thừa thì biết làm mấy hai thì. Nhưng mà ngặt cái là bây giờ công chuyện ở dưới nhiều quá. Hả? Nè. Chìm với nổi đúng không? Dạ. Thì chi bởi giật nó không chạy vậy. Thường thường chìm với nổi cô chú gặp mấy trường hợp này coi bông tu lại không thôi là mình rút cái ống xăng nó ra. Rồi rót xăng ra luôn đi chứ này. Để riêng cái máy này rót xăng ra để xăng trong nhà nhiều nguy hiểm con. Để riêng qua bên đi con. Con để riêng chỗ nào đang cắt xăng ra. Rồi cái máy này gì chín cái còn cái em lấy cái máy bãi luôn cho cô chú anh chị mình coi nha. Cái máy bãi nè. Cái máy này cái Tanaka mà của 222E. Cái này về thì nó thiếu đồ gì nè. Nó thiếu cái áo này. Bình xăng là nguyên thủy, này là hoàn toàn bên em chưa có đụng gì hết. Thảy tới thảy lui rồi nó xích cái nó rớt cái nắp mất tiêu rồi. Nè, tay lái nói chung là khẳng định chắc nịch với cô chú là máy này nó nguyên thủy luôn á. Nó lưu mới về mà tại máy trong nhà em nó cũng muốn hết mấy cái máy sát không rồi cô chú mua nhiều quá nó muốn hết rồi. Cái đầu bò nè, cô chú nè. Cái lưỡi nó nguyên thủy theo máy luôn. Cái đầu bò này mở ra là 250 nè một cái. Rồi nhà con trai test hàng cho cô chú ơi. Vì cái máy này nó có lưỡi em ngồi đây em thủ nhưng em không có quay đắng nha cô chú. Sợ có ai đi ngang nguy hiểm. Giờ nhờ con quay ra làm sao đi kìa, con quay cái đuôi ra làm sao đi. Sợ trong nhà có ai đi ra cái nó đang chạy có chớn cho em không lấy được nó nguy hiểm. Ừ, quay ra vô góc kẹt nào đi. Rồi, ok. Cái máy này về cô chú chịu khó xúc cái bình xăng lại. Xúc cái bình xăng con lại ha. Nếu mà ở nhà mình có cái áo sống thì có máy này nè. Mình nhắn vô. Chứ cái máy này thì nó giờ nó đang thiếu đồ vậy nè. Đang thiếu đồ nhưng mà nó nguyên thủy luôn nè.
cái lô này chứ, rồi em lấy để lô này nó 101 cây đó. Này tại giờ không có xăng chứ đổ xăng vô mấy này mồi chỗ này chắc nó chạy luôn. Nên bên em hoàn toàn chưa có đụng chạm gì hết. Rồi cái máy này em bán cho cô chú là 750 em bao ship. X10 phải không? Dạ. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây nha cô chú. Em cảm ơn cô chú cũng như là anh chị rất là nhiều. Còn cô chú nào có chốt cái mã đơn hàng nào nhờ cô chú dòm dưới phần bình luận ha. Những cái mã số nào bên em bán rồi thì bên em sẽ cập nhật liên tục ở dưới phần bình luận. Rồi cảm ơn hai tụi con nha. X10 là 750 nha cô chú. X10 là rác 10 á. Rồi chào tạm biệt cô chú.